giò thủy tinh. Thì cái này là hồi thời gian ban đầu là Diện Trần có dùng cây giò thủy tinh này để day lên các huyệt ở trên mặt và day lên các huyệt trên trên thân người. Và bây giờ thầy Hoàng Chu trong Diện Trần thầy cũng hay dùng cây giò này. Tuy nhiên sau này Diện Trần cải tiến nên sử dụng các dụng cụ bằng inox, bằng thân gỗ thì người ta không dùng cây giò này nữa. Tuy nhiên vẫn một số người ở trong sách của thầy Hoàng Chu vẫn dùng cây giò này. Thì mình có thể chấm thêm một ít cao vào đầu giò này, sau đó mình day lên các huyệt, hoặc là mình dùng cái cán này mình chấm vào cao rồi mình day các huyệt ở trên lưng. Đó. Thì các bạn chú ý rằng cẩn thận tránh để rơi vỡ thì nó sẽ làm cho vỡ cái đầu giò thủy tinh này, thì các bạn cũng phải cẩn trọng cái đó. Hoặc là nếu không thì mình hoàn toàn có thể dùng cái cây sao chổi ấy, hoặc là cây giò day huyệt trên lưng để thay thế cho cái cây giò thủy tinh này.